Rồi bắt đầu nhá. Rồi luôn. Hôm nay Nghe cho luôn. chúng ta học xong kiến thức chính rồi đấy, bây giờ chúng ta chỉ ôn tập thôi. Ôn tập để mà chúng ta làm ra những chương trình mới hơn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học cái học một cái kỹ thuật. Chúng ta sẽ học một bài mới nhưng mà cái kỹ thuật chúng ta đã biết rồi để chúng ta mô phỏng vào cái trò chơi. Ví dụ như này nhé. Bây giờ thầy giả sử thầy đây có con mèo này. Bây giờ thầy sẽ đưa vào cho hình một con cá nữa này. Ví dụ thế nhé. Thầy tìm một con cá nữa này. Đây, thầy vào cho hình thầy tìm con cá. Tìm Đâu? một con cá, mình tìm con cá. Đây, cá này nhé. Rồi, thế bây giờ như này. Bây giờ thầy muốn là như sau này. Tức là giả sử chúng ta lập trình cho trò chơi cho trẻ em chẳng hạn, cho học sinh lớp 1 chẳng hạn. Thì học sinh sẽ phải làm như sau. Học sinh nó sẽ tập là gì? Tập là kéo thả con mèo này vào con cá, kéo thả sang bên này, kéo thả sang đây này. Nếu kéo đúng ấy, nếu kéo sai, thả tay ra, nếu kéo sai thì máy tính nó sẽ báo là ối, là sai rồi. Còn nếu mà chúng ta kéo thả đúng là con cá đấy, thì mèo kêu meo meo, mèo ăn cá, ăn xong thì cá biến mất. Các con đã hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta nhắc lại nhé, chúng ta mô tả trò chơi như sau này. Trò chơi sẽ yêu cầu người dùng sẽ kéo thả mèo và con cá. Nếu mà kéo thả đúng ý, nên có thả sai, có thả ở đây chẳng hạn, thì mèo sẽ không làm gì cả và mèo sẽ quay trở lại chỗ cũ. Còn chúng ta làm sai. Còn nếu chúng ta kéo thả đúng thì mèo sẽ dừng lại và ăn cá, kêu meo meo ăn cá, và ăn xong thì cá biến mất và chúng ta thắng. Được chưa? Đó thì chúng ta đây là một trò chơi đơn giản thôi nhưng mà là mô phỏng để cho học sinh là nhỏ tuổi đã luyện tập cái thao tác là kéo thả chuột ở trên màn hình. Đó. Đây là một cái bài là vừa trò chơi nhưng mà là vừa học tập luôn. Thì sau này cái bài này có rất nhiều cái mở rộng ra, chúng ta có thể làm ra các trò chơi học tập rất là hay. Mà thầy làm trước cái bài là cho con mèo nó ấy nhé, cho con mèo nó kéo thả để chạm vào con cá. Các bạn thấy là cho phong phong to này, phong to là như này đó. Thì các bạn thấy chúng ta không không kéo thả đâu, không có thả là mèo nó không đi. Chứ chúng ta phải lập trình kéo thả thì mới được. Nhưng mà đây là lập trình mô phỏng kéo thả chuột nhé. Đấy, các bạn quan chú ý. Thì cái này lại khó chứ không dễ đâu. Rồi, thế là chúng lập trình làm như nào? Thì chúng ta sẽ phải sau chúng ta sẽ phải dựa vào cái gọi là cái dựa vào cái cảm biến. Đây, cảm biến. Cảm biến mà khi người sử dụng mà kéo chuột ấy, cái này. Khi người sử dụng mà chuột được nhấn đây này, đó. Cái này là cái quan trọng này. Đây là cái cảm biến mà con mèo nó biết được khi nào là chúng ta là nháy chuột. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải có hai Đăng cái ký luôn cái kéo thả đường lên thôi. đây có hai cái hàm nó quan trọng là cái hàm này nó tính cái tọa độ hiện thời của con trỏ chuột x và y đó. Thì khi chúng ta kéo thả mèo thì chúng ta sẽ biết được là khi nào thì con mèo nó di chuyển như thế nào. Đấy nhé, thì chúng ta chú ý nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình này. Các bạn cẩn thận, các bạn làm theo thầy nhé. Thật cẩn thận, từ từ. Bây giờ muốn để mà kéo thả được thì chúng ta phải có một cái biến nhớ để mô tả cái trạng thái kéo thả chuột. Đó. Thì biến nhớ này chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái biến số và chúng ta tạo ra một cái biến nhớ. Bấm vào đây. Biến nhớ này nó dùng để mà mô tả cái trạng thái là kéo thả chuột. Rất quan trọng nhé, các bạn chú ý nhé. Đấy, thì thầy sẽ dùng một từ tiếng Anh cho dễ này. Thầy gõ cái từ là drag, cái dùng từ kéo thả chuột cũng được, có thể dùng từ kéo thả cũng được, nhưng mà thầy dùng tiếng Anh cho nó chuẩn. Cái từ drag nên là cái từ chính là cái từ là kéo thả, được chưa? Rồi thì cái biến nhớ này này, cái biến nhớ là drag này nó có nghĩa, nó có trách nhiệm, nó có nhiệm vụ là để mô tả cái trạng thái kéo thả chuột hay là không. Đấy, nếu mà drag thì bằng không thì là không không có thả chuột, còn nếu drag bằng một là đang có thả chuột đó.
thì chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta sẽ làm chuyện đó nhé. Đây bây giờ thì bây giờ muốn được kiểm soát được là con mèo nó biết được hay không, là chúng ta có thể chuyển hay không, thì chúng ta sẽ lập trình thông qua cửa sổ là sân khấu đó, bạn bảo vào sân khấu nhé. Thì sân khấu sẽ là cái nơi mà điều khiển cái biến nhớ drag này để là biết được là khi nào thì là đang có thả chuột. Nhắc lại nhé, là drag bằng 0 thì không có thả chuột, drag bằng 1 là đang có thả chuột. Rồi chúng ta làm thì làm nhé. Đây này, bây giờ chúng ta làm sao cho lập trình trên chúng ta lập trình trên cái sân khấu trước nhé. Cái này là phần khó đó, các bạn chú ý nghe và làm cẩn thận theo thầy nhé. Thì sân khấu là cái nơi mà kiểm soát cái biến nhớ drag, là cái biến nhớ để mô tả là chúng ta là người dùng có đang có thả chuột hay không. Rồi chúng ta vào đây, chúng ta vào sự kiện, chúng ta vào đây, đây đây là khi bắt đầu chơi đây, thì sân khấu sẽ luôn luôn kiểm tra trong cái vòng lặp là vô hạn. Đây, vòng lặp là liên tục đó, liên tục nhá. Liên tục như này này là sân khấu sẽ kiểm tra xem là người dùng có nháy chuột không. Đây, nếu mà nhấn chuột xuống thì tức là đang kéo thả, còn nếu không không kéo thả. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta vào cái lệnh là điều khiển, vào cái lệnh là nếu không thì đó, đây nhé, đó. Rồi bây giờ thì như vậy là luôn luôn trạng thái là như sau này, đây là sân khấu nhé, luôn luôn là kiểm tra như sau này, nếu mà chuột được nhấn, đây chúng ta kéo đây vào, nếu chuột được nhấn thì đang kéo thả, còn nếu không không kéo thả. Chúng ta làm như sau, chúng ta vào cái biến số, chúng ta đặt thế này, đặt drag bằng 1 đó, bằng 1, tức là nếu chuột được nhấn thì drag bằng 1, chứng tỏ là đang kéo thả, còn nếu không đặt drag bằng 0, được chưa? Và chúng ta đưa đây vào đây đó, thì đây chính là cái chương trình rất quan trọng này, các bạn chú ý nhé, các cháu chú ý nhé, đây là cái chương trình rất quan trọng để mà nó kiểm soát được là drag bằng 1 hay bằng 0. Nếu drag bằng 1 thì chứng tỏ chúng ta đang kéo thả chuột trên màn hình, còn nếu drag bằng 0, đây bằng 0, thì chúng ta là đang không kéo thả, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra này. Chúng ta lập trình cho mèo nhé. Chú ý đây là cái đoạn chương trình này là của đây là của sân khấu nhé, sân khấu đây. Sân khấu thì nó sẽ là cái nơi kiểm soát cái biến drag này, luôn là kiểm tra cái biến drag này, và cái biến drag này là cái biến nhớ tổng thể của hệ thống để kiểm soát, để kiểm tra xem là người dùng đang kéo thả chuột hay là không nhé. Chú ý rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây, đó, vào đây và chúng ta sẽ kiểm tra này nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này, con mèo đang ở đây nhé, đang ở đây, vị trí đây là -176, đây là 7 nhé. Rồi chúng ta hoàn lại là kéo xuống đi cho nó vào 1, 0. Rồi bây giờ nhé, cho mèo này, khi bắt đầu sự kiện này, khi bắt đầu người dùng bấm vào nút bấm vào cái lá cờ này, thì chúng ta cho mèo như sau, chúng ta di chuyển mèo tới vị trí là -178 và thôi được y là 0, cho nên y bằng 0 nhé. Đấy, đó. Và bây giờ đây là vị trí bắt đầu của mèo này là -178 và đây là 0 nhé, đang ở đây này. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình, các bạn chú ý có quan sát nhé, mình làm theo thầy nhé. Quan sát khi mà chúng ta kéo thả chuột thì kéo thả tới đâu thì mèo sẽ chuyển động tới đó. Đấy, cái này là cái chỗ này khó đấy nhá, rất quan trọng, rất là hay nhá. Nào bắt đầu này, chúng ta sẽ lập trình, chúng ta đưa vào trong cái vòng lặp vô hạn. Đây, rồi và chúng ta kiểm soát nếu thì nhá. Đây chúng ta nếu này, if này, đây chúng ta bảo lệnh nếu người dùng kéo thả chuột thì sao. Đây chúng ta làm lệnh này này, if, đây if này, chúng ta nhớ lại là khi nào có thả chuột, là khi mà drag bằng 1 có thả chuột. Đây chúng ta đưa vào đây, chúng ta thả cái bằng này sang này,
đó bằng nhé, và được cái biến số này vào đây, drag đây, nếu drag bằng một đó thì đây là cái lệnh, đây là cái chỗ mà là scale thả chuột đây đó, chúng ta đưa vào đây. Thì đây là cái lệnh là kiểm soát này, chúng ta kiểm soát này, nếu mà người dùng kéo thả chuột thì làm gì? Đấy. À không phải đây. À, ở đây chúng ta phải lấy lại là không phải như này mà phải như này chứ. À, nếu mà người dùng mà từ từ không không thầy thầy không 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 không, không à. Thầy xin lỗi. Thầy làm lại cái này. Xin lỗi. Cái này chứ nhầm. Nếu người dùng mà nháy chuột lên 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 lên, lên mèo và sau kéo thả thì ta mới làm đây, chúng ta làm lệnh này đúng này, đây chúng ta vào sự kiện mà lệnh này đúng này, đây này, khi người dùng mà bấm bấm vào nhân vật này đó nhé thì đây lệnh này mới đúng này, chứ không không phải lệnh lúc nãy, lúc nãy cũng được thôi nhưng lệnh này hay hơn, lệnh này là hay hơn lúc nãy nhé. Để xem nó cho hợp lý nhé. Thế này sẽ hay hơn đấy. Được rồi. Thì cứ làm thế là thầy sẽ làm các bạn có hai cách nhé. Đây. Bây giờ thì làm lại như này nhé. Nếu người dùng mà nháy chuột lên trên con vật này, lên trên con mèo này thì lập tức là gì? Coi như là làm mèo là chúng ta kéo thả chuột. Thì chúng ta kiểm soát mèo sẽ lập tức sẽ dính vào con trỏ chuột cho đến khi nào mà người dùng không có thả nữa. Đây, chúng ta cho làm cái này. Chúng ta làm lệnh cho đây này, chúng ta làm cái lệnh là đây, lệnh là lặp lại cho đến khi đó nhá. Hay là dùng cảm biến dễ hơn ạ? Gì cơ? Đây nhá. Dùng cái cảm biến dễ hơn. Không hiểu thôi cho hỏi gì. Như hỏi gì nhỉ? Nhớ chỗ này thầy vẫn đang là đang suy luận để lập trình thôi. Để lập trình là gì? Thầy muốn là con mèo nó phải nó nhận biết được khi nào chúng ta kéo thả chuột trên con mèo. Đấy, lập trình cái đó thôi nhé. Chỗ này hơi khó một chút đấy. Thì chúng ta đã biết rồi là cái việc mà người dùng kéo thả chuột sẽ dựa vào cái biến nhớ là drag. Biến nhớ này này. Nếu drag bằng một thì là kéo thả, còn nếu không thì là không nhé. Rồi, thì chúng ta làm như sau này. Chúng ta làm cái này hơn này. Nếu mà khi bấm vào nhân vật này, khi mà người dùng bấm chuột vào đây, thì coi như bắt đầu có thả chuột và nó sẽ lặp lại gì? Lặp lại cho đến khi mà không có thả nữa. Đây, chúng ta đưa cái này vào đây. Chúng ta để bằng không và sẽ lặp lại cho đến khi mà drag bằng không. Drag bằng không tức là không có thả nữa. Nhé. Lặp lại cái gì? Lặp lại là gì? Lặp lại là con mèo nó dính vào chuột. Dùng lại sau đây. Chúng ta dùng lệnh là gì? Chúng ta dùng lệnh này là chuyển động, chúng ta vào cái lệnh sau đây, vào cái lệnh là đi tới, tức là và mới là con chỏ chuột, tức là luôn dính với con chỏ chuột, đi tới con chỏ chuột đó, được chưa? Thì đây là cái lệnh, đây là cái lệnh mà để mô tả khi chúng ta kéo thả chuột thì mèo nó sẽ dính vào chuột và trên màn hình chúng ta thấy là như là chúng ta đang kéo thả chuột thật. Đây nhé, đó. Bây quan chạy thử cho các bạn xem thử nhé, đây này. Chạy thử nhé này. Bắt đầu này, cho kéo thả này, đấy, thấy chưa nào? Thả ra này, hết rồi. Kéo thả này, đó, thả ra này, kéo thả này, đấy. Lần đầu chính đó là cái thao tác là mô tả, đây này là kéo thả chuột, được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy mới làm như này nhé. Khi mà kéo thả xong rồi ấy, thì khi mà qua lệnh này này thì là mèo nó ra ngoài rồi, không không dính một chuột nữa. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra, nếu mèo mà chưa chạm vào cá thì cho mèo lùi về cái vị trí ban đầu, còn nếu mèo chạm vào cá thì ta làm việc khác. Đây chúng ta làm như này nhé. Đây chúng ta chọn lệnh này này và cứ chúng ta chọn cái lệnh là điều khiển và chọn là if then else, đây là nếu thì và không thì, đây nhé chỗ này này. Đừng ngay vào đây nhá, đừng ngay vào đây nhá. Đây thì nếu này, nếu mèo mà không chạm vào cá thì dùng dùng lệnh gì nhỉ? Đây các bạn chú ý nhé, lệnh chạm cá là lệnh này này,
cảm biến này và cái lệnh là đang chạm vào. Để chúng ta chọn lệnh này nhé, tôi bấm vào đây cá, đây lệnh là đang chọn đang chạm vào cá nhé. Thì nó chạm vào cá thì sao, không chạm vào cá thì sao, mà chúng ta cho lệnh là chạm vào cá đây. Nếu chạm cá thì là sao, còn nó không thì sao, là nếu nhé, đây là không thì sao, nếu không thì mèo sẽ quay trở về. Chúng ta lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là đây, chúng ta dùng lệnh là di chuyển, chúng ta dùng lệnh là lướt trong đấy. Lướt trong 1 giây về vị trí bắt đầu đây, về vị trí là -178, -178 là đây là vị trí 0. Tức là nếu mà không chạm vào chuột, khi mà đây chúng ta là kéo thả này, khi chúng ta thả tay ra này, nếu mèo mà không chạm vào chuột thì nó sẽ quay trở về vị trí cũ. Đây, tôi để cho nó trở về trong 2 giây nhé, 2 giây. Đó. Còn đây này, ở chỗ này là nếu chạm vào cá thì mèo sẽ kêu meo meo, mèo sẽ ăn cá đây. Thì chúng ta ghi vào đây, chúng ta chọn cái âm thanh là meo meo nhé. Đây, mèo phát âm thanh là meo meo. Đấy. Và mèo sẽ nói, mèo nói là meo meo ngon quá, mèo bắt đầu ăn cá này. Chọn cái lệnh này này, đấy. Đây, mèo sẽ nói là meo meo ngon quá, mèo đã ăn thịt cá mà, ngon quá. Đấy. Và khi mà mèo ăn xong sau 2 giây thì cá sẽ biến mất. Thì làm như nào nhỉ? Thì khi đó mèo sẽ gửi một thông điệp cho cá để cá sẽ biến mất. Nào, chúng ta làm thử nào. Sau đó mèo sẽ gửi một sự kiện. Đây, gửi một tin nhắn. Đây, gửi tin nhắn là chúng ta nhớ lại lệnh thông điệp nhé. Đây này, chúng ta vào đây này. Gửi tin nhắn là xong rồi, ăn xong rồi. Bấm vào đây. Ăn xong rồi. Đấy nhá. Ăn xong rồi. Đó. Lệnh này nó sẽ làm cho cá sẽ làm biến mất. Đấy. Được chưa? Chúng ta cho xem lại thử xem là đúng không nhé. Chúng ta chạy thử lại chương trình này. Đây. Bắt đầu đấy nhá. Kéo thả này. Đấy, chúng ta là sai nhé, không đúng nhé. Kéo thả này, không đúng này. Kéo thả này. Ngon quá, thấy không nào? Việc ta cho lập trình cho mèo nó cho cá biến mất nhé. Đây, mèo phát âm là ăn xong rồi, ta bấm lập trình cho cá này. Đây, cá nhé. Khi bắt đầu chơi, thì cá sẽ hiện ra. Đây, ta dùng lệnh là hiển thị nhé. Sẽ hiện. Đó. Còn khi mà nhận được thông điệp là ăn xong rồi, đây, ăn xong rồi đây, thì cá sẽ ẩn đi. Đây là chỉ cho cá đây, rất đơn giản. Giờ mình sẽ làm chạy thử lại, chỉ còn một chương trình nhá, cho bạn xem này, chạy thử này, đây, kéo thả này, thả ra này, như vậy ta kéo có thả sai, kéo thả này, sai, kéo thả này, sai. Đây, thả lên này. Ngon quá. Đấy. Xong chưa? Đó. Như vậy thầy vừa làm xong các bạn cái bài đầu tiên hôm nay là cái bài rất bài mà đơn giản nhưng mà rất quan trọng, là bài là mèo ăn cá nhé. Bây giờ thầy sẽ làm lại cho các bạn xem và chúng ta ghi lại này. Bài chúng ta ghi lại một cái tên là lưu lại nhé. Hôm nay là bài số 9 rồi. Đặt tên là mèo ăn cá nhé. Thầy ơi, cho con xem con mèo này ăn này cá này. Chúng ta lập trình cho mèo là 1 này, cho cá là 2 này, cho sân khấu là 3 nhé. Có 3 nơi lập trình đấy, chúng ta xem lại nhé. Đây sân khấu này nhé. Đây là mèo này và đây là cá. Các bạn là các bạn làm đi nhé. Con xem sân khấu thầy. Sân khấu đây. Sân khấu đây nhá. Sân khấu đây này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa này. Là khi chúng ta kéo thả mà sai ấy thì mèo sẽ kêu là no no nhá,
Mèo kêu là nâu nâu là, là sai rồi. Để chúng ta âm thanh, chúng ta vào mèo cho thoa cho thêm âm thanh là nâu nâu này. Đây, bấm tôi bắt đầu nhá. Nâu nâu. Đấy, chỗ này là ghi cái nâu nâu này. Nâu nâu. Nâu nâu. Đấy, chúng ta lưu lại nhé. Lưu lại là nâu nâu nhé. Nâu nâu nhé. Rồi, bây giờ là cho thầy là trình chung. Thầy ơi, Để thầy cho con mèo đó. À, đây này, khi mà chúng ta chọn âm thanh là nâu nâu vào đây. Vào đây. Đấy. Được chưa? Thì yên tâm lắm, thì là làm này là ngon lành. Sân khấu nhé, sân khấu ở đây này. Đấy. Giờ chỉ là trình lại nhé. Chơi thử nào. Các đảo đây này, sai này. Nâu nâu. Đấy. Nâu nâu. Đấy. Nâu nâu. Được chưa? Đây mèo đây này, đây là mèo nhé. Đấy, các bạn làm cho chính xác đi. Thầy ơi, con mình xem sân khấu được chưa thầy? Gì cơ? Xem sân khấu á thầy. Đây nè, ở đây nhé. Đấy, sân khấu nó rất là ngắn thôi. Sân khấu là cái nơi mà chúng ta đấy mà. Để chúng ta mà là cái nơi điều khiển cái biến nhớ drag, là cái biến mà để mô tả trạng thái là có thả hay không. Rất còn rất quan trọng luôn nhé. Đấy. Và đây là một bài lên là một cái bài tổng hợp của nhiều kiến thức. Con có con mèo xong chưa? Để con kể thử thầy. Chị thử thế nào cho xong được không nhá. Mèo ở đây này. Thầy ơi, sao con mèo không lại chỗ con cá thầy? Chúng ta phải kéo thả chứ. Chúng ta dùng chuột kéo thả con mèo vào về phía con cá chứ. Ồ, được rồi thầy thầy. Thử làm sai coi sao. Ồ, được luôn thầy ơi. Được chưa? Dạ, con lưu lại. Ừ, lưu lại đi nào, lưu lại đi mèo ăn cá nhá. Rồi, stress nè, tầng kính. Được chưa? Nhìn được chưa? Chưa thắt. Ba xong rồi ạ. À, có chạy được không? Thử sợ được không? Dạ. Em được thầy. Ừ. Em được sữa là yummy ngon quá. Nó có lại thêm cái câu thêm mấy câu nữa thầy. Được không thầy? Gì cơ? Chị làm cho nó thú vị thêm là càng tốt. Ừ, làm thêm càng tốt mà.
tùy các bạn thôi nhé. Làm thêm cái gì rồi? Lát nữa sẽ làm. Bây giờ còn dễ, lát nữa sẽ khó hơn nhé. Ơi. Lần trước thầy nói là cho em xin số điện thoại của thầy, em kết bạn với thầy mà thầy chưa nói luôn thầy. Thầy sẽ nói sau nhé. Ê thầy, cho em xem con cá đi thầy. Con cá đây. Con cá rất là dễ luôn. Em xong luôn rồi đó thầy. Con gì? Em xong luôn rồi. Xong rồi à? Chạy thử xem nào. Chạy thử xem có đúng không? Xem mèo nó ăn con mèo cơm mèo, mèo không, nó ăn ăn cá không? Dạ biết thầy. Thầy ơi, bữa nay thầy bài làm game đi thầy. Đấy, bài này là bài một trong bài dạng game đấy. Bài này chính là một bài dạng game đơn giản đấy. Đúng không? Em năng lực tăng một xíu, thì cái này vẫn có thêm điểm nữa thầy. Ừ. Em lớp 3 chẳng hiểu gì chưa? Bài này là một bài game đấy. Thầy ơi, hôm qua là Giáng sinh đó thầy. Ừ, biết rồi. Hôm qua và Giáng sinh và mình đã có một món quà Noel. Thì hôm như trẻ con nào chả có à? Hôm như trẻ con nào trên thế giới chả có. Sáng phít đúng thôi. Được chưa? Kiểu nó xong chưa nào? Sáng phi con không thay. Cháu vẫn chưa sống thay ạ. Thầy ơi, thầy sáng không tả đúng thầy. Vẫn còn nhiều bạn chưa xong thầy. Mình học nửa tiếng rồi mà vẫn mới có một bài à thầy. Cứ bình tĩnh làm, không bộ gì cả. Cứ bình tĩnh mà làm nhá. Cháu con đợt em chưa mới làm xong con mèo thôi ạ. Thầy ơi, qua bài mới được chưa thầy? Thầy sao con cả đúng thầy? Sao? Mèo nó kêu ối ối, nó có kêu là nâu nâu không? Nó đã có đợt 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 không? Nè mẹ, cái nô mới đúng này, chúng ta là chạy thử chương trình này mới đúng nhất, chạy thử này, bắt đầu này. Mà kéo thả này, con thả sai này. Lâu nâu. Đấy, thế mới đúng cơ mà, nhá, con thả sai này. Lâu nâu. Đấy. Lâu nâu. Đấy. Lâu nâu. Thầy ơi, thầy sao không thả? Thầy. Đấy, con thả đúng là cá thì nó kêu meo meo, còn con thả sai thì là nó kêu nâu nâu. Thế mới đúng nhá. Thả đúng. Thầy sao con cả đúng thầy? Đúng chưa? Thầy ơi, thầy sao con cả đúng thầy? Sang gì? Cá thầy. Cá à? Đây, cá đây. Dạ. Cá gì bắt vô cây thục luôn.
chuyển sang bài khác đi thầy. Rồi vậy cứ bình tĩnh nào. Các bạn cũng làm xong cả thầy xong thế đi. Đây là bài mèo ăn cá nhé. Bây giờ các bạn về nhà. Để các bạn về nhà, các bạn thì các bạn làm bài tập về nhà, các bạn làm mở rộng cái bài này ra. Là không chỉ có mèo ăn cá mà như thế này. Bây giờ thầy làm thêm cho các bạn xem nhé. Bây giờ thầy sẽ bổ sung thêm này. Con ghi cái tên bài này là mèo ăn cá mở ngoặc tập kéo thả là đóng ngoặc được không thầy? Cũng được. Bây giờ các bạn sẽ mở rộng nhé. Các bạn cho thành là ba con nhé. Không hỏi là một con. Đây bây giờ thầy cho thêm này. Con mèo là một này. Thầy cho thêm con gì? Con voi này. Đấy, con voi để ở trên này nhé. Đấy, đây là mèo. Lâu lâu. Đây nhá, đây là mèo, đây là voi này. Bây giờ thầy cho thêm một con nữa này. Thêm một con nữa, ba con vật nhé. Ba con mèo thì ăn cá này, voi này thì thêm con ngựa đi. Con ngựa được rồi. Giống như là mình chạy đua lấy cá hả thầy? Không phải thế. Chứ con ngựa đâu nhỉ? Thầy chỉ có thầy tìm kiếm ở trên kia được mà. Thầy viết short và... Đây, ngựa đây. Đây nhé. Đây, ngựa đây. Bây giờ như thế này. Lâu lâu. Bây giờ như sau nhá. Bây giờ đây là mèo lâu này. Đây là voi này, đây là ngựa này. Bên này thầy để cá này. Thầy để cá ở trên này nhá. Đấy, bây giờ thầy tìm thêm voi thì ăn cỏ này. Ngựa cũng ăn cỏ nhá. Ăn mía. Nhưng mà đây là chỗ này thì có mía đâu. Thầy tìm con vật nhé, thầy tìm gì đó nhé. Tìm đồ ăn cho ngựa và cho voi này. Nhá đây. Khó tìm ghê nhỉ. Hay là vẽ ra đi thầy. Gì cơ? Vẽ ra luôn đi thầy. Vẽ luôn ra. Cũng được, thôi 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 tìm. Quá đeo đi đâu. Nhưng hấu thì sao thầy? Thôi thầy tìm mà. Thôi thầy để làm lại nhé. Bây giờ thầy vẽ xong, bây giờ thầy bỏ con voi ra ngoài. Không còn voi nữa. Voi nó ăn voi to quá, thầy bỏ voi đi nhé. Bị thay voi bằng con khác. Thì thầy dễ thì thức ăn hơn mà nhé. Bị thay voi bằng cái gì nhỉ? Thay voi bằng gà. Thay voi bằng gà nhé. Đây, gà. Rồi, lâu lâu. Đây là mèo này, đây là ngựa này nhé. Bây giờ thầy sẽ để đây là để con cá này, mèo ăn cá này. Bây giờ thầy cho con ngựa để ăn gì, gà để ăn gì. Gà ăn thóc nhá. Đây, bây giờ thầy sẽ vẽ thóc này. Còn ngựa thì ăn cỏ nhá. Đây, bây giờ thầy sẽ vẽ lấy này, thầy tạo ra một nhân vật mới là cỏ này nhá. Đây cỏ. Thầy dùng cái bút này thì vẽ cỏ này. Đây, thầy chọn cái màu này. Con gà màu xanh. Cỏ nhá. Đây. Cỏ này. Rồi, giờ mình sẽ cỏ. Rồi, đây là cỏ nhé. Rồi, thì cái này thầy sẽ gọi tên là cỏ. Cỏ nhé. Cỏ, đây. Thầy sẽ để cỏ ở đây này. Tức là ngựa sẽ ăn cỏ, mèo sẽ ăn cá. Con gà sẽ ăn thóc nhá. Thầy ở đây thầy tạo thêm một cái nhân vật mới là hạt thóc nhá. Thầy chọn là màu vàng này. Chọn nó là màu vàng nhé. Đấy, thầy vẽ ra. Vẽ thóc nhỏ dùng cái này để vẽ thóc này. Tô màu này. Thầy vẽ lại. Mình sẽ vẽ thóc. Rồi. Màu vàng. Rồi bắt đầu vẽ.
Đây, thầy đang vẽ lời đấy, thầy đang vẽ em hạt thóc này. Vẽ đơn giản thôi nhá. Rồi. Thì đây là thóc này nhá. Đây là cỏ này. Đặt tên nhá. Đặt tên đây là con mèo này. Mèo là một này. À, đây là ngựa là hai này, ngựa nhá. Ngựa nhá. Ở đây là gà này. Ở đây là gà này. Đúng không? Gà này. Ở đây là cá này. Đặt tên đây nhé. Cá này. Ngựa. À, ở đây là thóc này. Thóc này. Đúng không? Còn ở đây là cỏ này. Cái này là cỏ này nhá. Đấy. Biết các bạn này bạn tập về nhà. Các bạn là dựa trên bài mèo ăn cá. Bây giờ các bạn này là cái trò chơi là cùng lúc phải điều khiển cả ba con là vừa gà, vừa ngựa và vừa mèo. Kéo thả sang bên phải. Nếu mà kéo thả đúng ấy thì nó sẽ ăn. À, đây nhá. Để thầy một chút, thầy điều khiển, thầy vẽ con, như thầy vẽ cái con cỏ nó thóc nó hơi bị lên cao quá đúng không? Thì xóa thầy đi. Ơi, mình điều khiển nhân vật được mà thầy. Ừ, không để này, nó không cần thiết, bỏ đi. Rồi, như này nhá, bài tập của thầy sẽ như sau nhá. Bây giờ chúng ta kéo thả mèo này, gà và ngựa sang bên này. Nếu mà kéo thả đúng thì là nó dừng lại và nó ăn xong thì cái thức ăn nó là hết đi, mất đi. Khi cả ba con đều ăn hết thức ăn của mình rồi thì thắng, trò chơi là kết thúc. Còn nếu chúng ta kéo thả sai, như chúng ta kéo thả gà nhầm vào con cỏ hay gà nhầm vào cá thì nó kêu no no và nó quay về chỗ cũ. Khi cả ba con đều ăn xong hết thức ăn rồi thì là chúng ta thắng nhé. Đấy, thì trò chơi này là tên là trò chơi là con gì ăn gì. Chúng ta lưu trước vào chương trình để chúng ta về nhà làm bài nhé. Đặt tên là con gì ăn gì. Đó, con gì ăn gì. Đêm mà ta về nhà chứ không phải bài làm ở đây. Đấy. Làm trò chơi rất là hay. Và các bạn trò chơi này cho trẻ em, cho các cháu, các em của các em trong các bạn ấy. Thì ngồi chơi nhé, cho trẻ em khoảng 5 tuổi, 6 tuổi là chơi được rồi. Nhé. Ở đây thầy làm thử chương trình cho con mèo thôi. Chúng ta về là làm tương tự, mở rộng ra làm tương tự để điều khiển gà và ngựa, được chưa? Nhắc lại này, chúng ta sẽ điều khiển con vật một cách là kéo thả sang bên phải. Nếu kéo thả sai, kéo thả nhầm thì nó sẽ kêu là no no và nó quay về chỗ cũ. Còn nếu kéo thả đúng thì nó đứng lại, nó ăn cái thức ăn đó, mà sau đó thức ăn nó sẽ biến mất đi. Khi cả ba con đều ăn xong thức ăn của mình thì là chiến thắng, được chưa? Đó, thì đó là bài tập về nhà nhé. Được chưa? Chúng ta nhớ con tập ở nhà chưa? Đặt tên nó là con gì ăn gì nhá. Thầy ơi, là mình lập trình y chang con mèo với con cá luôn đúng không thầy? Ừ, lập trình giống mèo và cá, đúng thế. Ta đây lập trình cho cá và mèo đây là tương tự rồi. Bây giờ chúng ta lập trình tương tự cho cả gà và ngựa thôi. Mà nó khác gì? Nó khác là mèo chỉ ăn cá thôi, gà chỉ ăn thóc thôi, còn ngựa chỉ ăn cỏ thôi. Nhá. Đó, chúng ta chú ý. Thầy ơi, gà vẫn ăn được cá mà. Không, thầy lên đây mình phải ví dụ thôi mà. Đây là đề bài của mình mà. Đề bài của mình đưa ra là ví dụ là gà chỉ ăn thóc thôi. Gà không ăn cỏ, cỏ thành gì cho ngựa. Nhá. Thầy ơi, thầy bị sai cái này. Bị sai rồi. Các bạn đã hiểu chưa? Đã hiểu cái đề bài chưa? Đây, bây giờ về nhà làm nhé. Đó. Con nghĩ là mình chỉ cần cảnh long thanh khi mà ăn xong thôi đó thầy. Tự nhiên con ngựa ăn ngon quá nó lại kêu meo meo, thấy nó kêu. Chúng ta phải tìm nhân vật cho mỗi con có một âm thanh riêng chứ. Ở đây có rồi đấy, ngựa là có riêng rồi đấy, gà có riêng rồi này. Con ngựa nhá, ngựa kêu như này này, ngựa này. Đây là ngựa kêu này. Đấy. Đây là gà nhá, gà kêu này. Gà kêu này. Đấy. Được chưa? Nhưng mà con ngựa, con gà, con thanh rồi, chúng ta lập trình thôi. Thấy nó cũng dễ. Thầy
nãy giờ cái bài này mình lay bay hơn 40 phút, 20 phút thôi là tiếng luôn á thầy. Đúng rồi thầy ơi. Sao, có làm được không? Em thấy bài này chỉ mình sao lay bay đến 40 phút luôn á thầy. Ừ, bài này dài với bài này sẽ khó đấy. Ừ. Nhưng bài này là bài để cho các bạn về nhà làm nhá. Nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài khác. Vẫn là cái bài để mô tả cái việc kéo thả nhưng mà nó khó hơn, nó khác đi một chút. Cái bài này bài là cái bài tiếp theo là cái bài là luyện tập kéo thả thật chính xác. Đây, chúng ta làm new một cái chương trình mới đi. Đó. Và chúng ta sẽ làm như sau này. Đây, bây chúng ta không phải là mô tả mèo nữa mà làm mô tả con khác. Đây, bây chúng ta xóa mèo đi nhé. Rồi. Đây. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái nhân vật mới, có hình một cái vòng tròn. Vòng tròn nhỏ nhỏ như này, vòng tròn như cái chọn cái màu hơi được màu vàng cũng được nhé, màu vàng. Rồi chọn màu đỏ nhé. Chọn cả viên có màu đỏ này. Rồi. Đây. Đặt vào tông luôn nhé. Đấy. Thế đây là nhân vật này là nhân vật mà cái hình tròn thôi nhé. Và như sau này. Để ở đây nhé. Bây giờ như sau. Chúng ta phải lập trình kéo thả chính xác vào một cái lỗ tròn. Đây. Bây giờ ở trên này thầy sẽ vẽ. Trên màn hình này thầy vẽ một cái vòng tròn nhỏ. À, vẽ cái vòng tròn nhỏ mà là đây nó nhỏ thôi, nó nhỏ mà để cái đường tô của nó là không có gì nhé. Đây thì vẽ cái vòng tròn nhỏ ở vị trí này của màn hình. Còn đặt màu khác đi, đặt màu nó là màu xanh đi. Rồi thì để ở đây nhé. Đây, đấy, vẽ như này thôi. Đấy. Đây là cái hình chúng ta vẽ trên màn hình thôi nhé. Bị yêu cầu nhỉ? Yêu cầu lập trình là chúng ta phải kéo thả cái này vào đúng cái hình này, đấy, lên đúng vào cái tâm này thì mới là đúng. Còn là lệch ra một tí là không được. Tức là yêu cầu là kéo thả chính xác vào cái tâm của vòng tròn này. Được chưa? Đó, thì làm thế nào bây giờ? Đấy, thì chúng ta chú ý nhá. Chuyện này là hơi khó hơn một chút đấy. Cái bài này là khó hơn một chút. Làm sao mà cái hình này thầy làm lại, cái hình này thầy không muốn dùng cái thôi được. Thầy không muốn dùng cái hình vẽ trên màn hình nữa, thầy làm nhân vật mới rồi hay hơn nữa nhá. Bây thầy làm lại này. Thầy vẽ lại cho các bạn xem nhé, bây giờ không dùng nữa. Thầy xóa cái này đi. Đây nhé, thầy để như này đúng hơn này. Thầy tạo nhân vật mới. Tạo nhân vật mới là thầy là đây, thầy vẽ nó vào đây nhé. Bé này thôi. Rồi, đây. Đây là nhân vật mới. Nhân vật này thầy đặt tên là gì? Nhân vật là gì? Là bóng này. Bóng. Đặt tên là bóng tròn nhé. Đây. Đặt tên là bóng này. Bóng nhé. Còn đây, cái hình này này. Hình này thầy đặt tên là lỗ tròn. Lỗ tròn. Mà chúng ta có hai nhân vật là bóng và nhân vật là lỗ tròn. Lỗ tròn thì để ở đây nhé. Thôi, bóng thì để bên này. Lỗ tròn thì để ở đây. Để ở đây. Thì kéo ra sang bên này. Đấy, thì để ở đây nhé. Đấy. Bây giờ thì yêu cầu là chúng ta phải kéo thả cái hình này là vào đúng tâm của cái lỗ này. Lệch thêm tí là không ăn, phải thật chính xác thì mới ăn. Đó. Cho nên bây giờ lập trình không phải chạm vào nữa, lập trình nó phải khó hơn một chút, không dùng cảm biến là chạm vào, dùng cảm biến khác hay hơn nhé. Đây là cái bài là luyện tập cái thao tác kéo thả chuột chính xác cho học sinh, được chưa? Cái bài này sẽ là bài này có đặt tên là luyện tập kéo thả, được chưa? Hình này chúng ta có thể cho nó bé lại, thậm chí lên bé lại cũng được. Đây thầy làm lại như thầy cái bài lỗ tròn này, thầy lập trình trước nhé. Lỗ tròn này là như sau, thầy để sự kiện là khi bắt đầu chơi này thì nó sẽ nằm ở vị trí này và thầy cho nó bé đi một chút, hiển thị thầy cho nó nhỏ đi một chút cho nó hay nhé, là kích thước là 50% bé đi một tí này. Đấy, bé tí chưa? Đó.
bé này thì mới khó. Chúng ta là lập trình là lập trình làm sao cho kéo thả cái này này vào đúng cái tâm này là khó đấy. Thì đây là cái bài mà vẫn là cái bài là sử dụng những công cụ, mô tả công cụ là kéo thả chuồn, nhưng mà cái bài luyện nó khó hơn. Cái bài này bài là cái bài chuyên luyện cho cái cho học sinh luyện là tập thao tác là kéo thả chuồn chính xác nhá. Rồi chúng ta làm tập này nhá. Đây là bài tiếp theo này. Bài đặt tên là tên bài này là luyện kéo thả chuồn, được chưa? Nhắc lại này, có hai nhân vật nhé. Nhân vật bóng ban đầu là ở chỗ này nhé. Nhân vật lỗ tròn bất kỳ cái để đẹp được hay đồng đậu không quan trọng nhé. Bóng phải đặt như thế. Bóng cái này để đây nhé. Đây thì để đây, ví dụ thì để đây vị trí đây là 184 và -13 nhé. Rồi đây thì đặt tên lập trình này bóng nhé. Ban đầu cho nó chuyển về đây là 190 chưa, 190 và -4 đấy, được chưa? Và chúng ta bắt đầu tập luyện tập kéo thả, được chưa? Rồi mình nhắc lại kéo thả này, chúng ta sẽ tạo ra biến nhớ đây có tên là drag, dùng để điều khiển bất cứ cái bài nào mà có cái kéo thả, chúng ta dùng cái biến là drag như vậy nhé. Cái biến này dùng để nhận ra cái trạng thái là kéo thả hay không của người dùng. Biến này rất quan trọng nhé. Đó. Và chúng ta sẽ lập trình bằng gì? Bằng sân khấu. Đây, như là bài trước để thầy lập trình nhé. Chúng ta sẽ lập trình và sẽ kiểm soát cái biến drag. Nhắc lại này, cái biến drag này là như sau này. Là cái biến này là nếu mà drag bằng 1 là người dùng đang kéo thả, còn drag bằng 0 thì là không kéo thả. Rồi làm thử nhé. Đây. À, thầy ở đây nhưng mà thầy sẽ đặt cho nó cái vòng lặp là liên tục. Sau đó thì đặt cái lệnh là nếu thì đây nhé. Nếu này, nếu mà cảm biến này, nếu mà chuột được nhấn đó thì đặt drag bằng 1. Đây, đặt cái biến của chúng ta là biến drag nhá. Drag này là 1. Tức là nếu mà chuột được nhấn thì đặt bằng 1 đang kéo thả, còn nếu không thì ta đặt lại cái biến drag bằng 0 là không kéo thả. Đó. Thì đây là cái lệnh giống như một bài trước, là cái lệnh rất quan trọng. Lệnh này là dùng sân khấu để mà điều khiển cái biến drag, là để mô tả cái trạng thái của người dùng là có hay không đang kéo thả chuột nhé. Rồi các bạn lập trình chỗ này đi. Xong rồi thầy. Xong rồi. Biết đâu chuột được bấm cháu nào thầy hay ạ. Con xong sân khấu rồi ạ. Cháu xem nào khó không thầy. Biết đâu thầy chuột được nhặt mắt thôi. Rồi. Bây giờ mình nhá, bây giờ thầy sẽ đây. Bây giờ thầy sẽ chuyển cho bóng này. Đấy, bóng ở đây nhá. Nên lại mà bây giờ cho chuyển như sau, chúng ta làm như sau này. Nếu chúng ta bằng lệnh này này là để kéo thả nhé, đây này. Nếu nhá. Đây. Sự kiện này. Nếu người dùng mà bấm chuột đây rồi. Đây. Nếu người dùng mà nháy chuột lên quả bóng thì chúng ta coi như là đang kéo thả chuột, và chúng ta làm như sau. Chúng ta làm lệnh này là chúng ta làm cái lệnh này như hôm trước ta làm nhé. Vậy làm đấy. Lặp lại đến chuyến đến khi. Đấy. Lặp lại cho đến khi mà hết kéo thả chuột. Cho đến khi gì? Cho đến khi như thế này. Cho đến khi mà drag bằng 0 thì dừng lại. Đây. Cho đến khi drag bằng 0 thì chúng ta đây. Còn nếu drag bằng 1 thì ta lập trình ta làm ở đây thì cho chuột, cho cái bóng nó dính vào con trỏ chuột. Dùng lệnh này này, dùng cái lệnh là đi tới con trỏ chuột. Thì đây là cái lệnh là gì? Là khi mà người dùng đang kéo thả chuột thì quả bóng này nó dính với chuột, tức là chúng ta có cảm giác cho đang kéo thả quả bóng này. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ khi kéo thả xong rồi thì đây lệnh con này thì chúng ta sẽ kiểm soát này.
nếu mà chúng ta có thả chính xác vào cái lỗ này này đó, thì là đúng, thì là chúng ta sẽ cho cái bóng nó kêu pop một cái, và coi như là thôi bà, chúng ta kêu là trúng rồi nhé, thắng rồi, trúng rồi. Còn nếu không thì chúng ta cho bóng kêu pop và bóng quay trở về chỗ cũ. Đây, dùng cái gì để kiểm soát nhỉ? Ở chỗ này chúng ta kiểm tra xem là bóng đã kéo thả vào bóng vào cái lỗ này chưa, thì chúng ta dùng cảm biến khác, không phải cảm biến chạm, mà chúng ta dùng cảm biến này mới tinh này, chúng ta dùng cảm biến là gì, là khoảng cách. Đấy, đây là khoảng cách của bóng đến cái lỗ tròn đây này, đây là cái gọi là cái cảm biến khoảng cách rất quan trọng này. Khi mà quả bóng đến sát vào cái lỗ tròn thì khi khoảng cách giữa hai cái đó, giữa tâm của bóng và tâm lỗ tròn mà nó sát nhau thì coi như là đã thắng nhé. Rồi, chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng luyện là nếu không thì, nếu khoảng cách này mà đủ nhỏ, chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng luyện là nhỏ hơn, để nhỏ hơn nhé. Đây, nếu khoảng cách từ bóng này đến lỗ tròn mà nhỏ hơn 10 chẳng hạn, hay là 5 đi, hay là 8 đi, là rất rất là nhỏ, cho mình rất nhỏ, thì coi như là thắng nhé. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho quả bóng là đây, cho quả bóng là go to đến luôn, đến cái vị trí luôn, vị trí của lỗ tròn luôn, và còn vào thắng nhé. Và chúng ta âm thanh của chúng ta là, chúng ta âm thanh là vỗ tay nhé, chúng ta tìm âm thanh vỗ tay đi. Vỗ tay này ở đâu nhỉ? Hôm trước đã tra cứu rồi đấy. Hiệu ứng à? Ở đâu? Cô ai nhớ không? Chữ P hả? P-O-P. P-O à? Dạ, là chữ P nữa. P-O-P là pop mà. Không phải pop, bây giờ dùng âm thanh làm vỗ tay cơ mà. Chữ rap hả cháu? Rap à? Chữ gì? Là chữ gì cháu ơi, chữ gì nhỉ? Hãy ghi lên trên tìm kiếm đấy. Chữ L, chữ gì L hay gì? Cái là P. Chữ gì nhỉ? Một người nói thôi, nhưng người nói quá, bác không nghe thấy gì cả. Chữ cờ, cháu cờ, C à? L. L. Cờ L, cháu. Không phải. Rồi, clapping nhá. Đây. Đây nha, chúng mình chưa làm lập trình này. Nếu mà khoảng cách mà nhỏ hơn tám thì trúng, thì chúng ta cho âm thanh là clapping. Đây. Trong dưới này nhé. Đó. Còn nếu không, chỗ này là nếu không thì tức là không chính xác quả bóng, thì chúng ta cho âm thanh này, thì cho âm thanh là pop. Cho âm thanh là pop. Và cho cái quả bóng nó chạy về, chúng ta dùng lệnh này này. Dùng lệnh là lướt trong 1 giây về vị trí là ban đầu là 190 và -4 này. Đấy nhá. 190 và -4.
để giống trên này, được chưa? Đấy, đây đây đây, đây là bài thầy chạy thử qua cho bạn xem thử nhé, xem đúng không nhé. Đây, bắt đầu này, kéo thả này, đấy, vẫn sai nhé, kéo thả này, vẫn sai mặc dù là chạm vào rồi nhưng vẫn sai. Đấy, thật chính xác thì mới đúng này. Lại này, phải thật chính xác mới đúng cơ, thế này vẫn sai này. À đúng rồi. Thay chó. Mà vẫn bị sai nhé, đặng vào vẫn sai nhé. Khoảng cách 10. Đấy. Đấy. Khá là vừa rồi đấy. Để 5 thì, 5 thì khó cả, 5 thì cực khó luôn. Đấy. Nhá. Bài này là bài là... tùy các bạn nhé. Bây giờ thầy đặt tên cái bài này là luyện. Luyện... luyện tập kéo thả chuột. Thầy xếp với cháu coi bóng đi thôi. Sao? Đây bóng không có bóng, không có gì bóng cái này thôi mà. Bóng thì có một hình một loại gì thôi. Không có gì cả nhá. Cháu sẽ đảo bóng đi thôi. Bóng cái này. Được chưa? Bây giờ thầy cho nó hay hơn này, tức là thầy nhận sao bây giờ thầy cho là nó chơi liên tục nhé. Thầy nâng cấp một chút này, mỗi lần mà khi mà chúng ta kéo thả mà đúng rồi có tiếng vỗ tay rồi thì quả bóng nó sẽ nó cho nó hiện ở chỗ khác và chúng ta lại chơi tiếp, thế mới hay nhé. Tức quả bóng sẽ hiện ra vị trí là ngẫu nhiên nhé, và khi mà chúng ta mà cho bóng nó chạm chúng ta di chuyển bóng nó chạm đúng vào cái lỗ tròn rồi thì sau khi vỗ tay xong rồi thì lỗ tròn nó sẽ hiện ở chỗ khác ngẫu nhiên đó. Chúng ta làm bài tập đó, bài tập số 2 nhé. Nâng cao này, chúng ta đặt tên là cái bài là luyện tập chuột nâng cao, luyện tập kéo thả chuột nâng cao nhé. Là cái bài này chúng ta là chúng phải kéo thả liên tục chứ không phải là một lần. Bài này là một lần nhé, chúng ta kéo thả nhiều lần thì như sau này. Đây, khi ban đầu và chúng ta cho quả bóng trước nhé. Đây, đặt kích thước là 50% này, sau đó chúng ta cho bóng nó đến vị trí ngẫu nhiên. Đây, ngẫu nhiên nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho bóng này. Đây, nếu bóng mà chạm phải mà chuyển động đến vũ trụ mà đúng rồi nhé, sau khi mà clapping xong rồi nhé thì chúng ta sẽ ra cái lệnh để sao cho bóng nó ở chỗ hiện chỗ khác. Đây, chúng ta dùng lệnh là sự kiện và gửi vào tin nhắn. Đấy, tin nhắn cho lỗ tròn, đặt tên gì, đặt tên là chơi tiếp được chưa. Đấy, là yêu cầu là chơi tiếp để bóng hiện, cho cái lỗ tròn nó hiện chỗ khác. Rồi để chúng ta vừa lập trình cho lỗ tròn này. Đây, nếu nhận được chơi tiếp thì sao, thì quả bóng sẽ lỗ tròn sẽ chuyển sang vị trí mới. Đấy, vậy là sẽ chơi liên tục chứ không phải là chơi một lần nhé. Rồi, và ở đây chúng ta cho một lệnh pop nữa cho nó hay hơn, cho nó chúng ta vào âm thanh, chúng ta dùng một lệnh là pop để bắt đầu chơi lại từ đầu nhé. Rồi ta chơi thử này. Đây như này. Đấy nhé, có bóng ở đây này, lỗ tròn đây này, đây là bóng đây nhé, kéo thả này. Này, thả tiếp này, sai này. Đấy, kéo thả tiếp này, kéo thả sai này. Đấy, đúng này, vẫn sai này. Đấy, chưa? Đây nè, đây, tới đây nè. Đấy, như vậy là trò chơi là liên tục nhá. Đấy, các bạn làm sửa lại đi. Đây là phần nâng cao. Thì đăng ký lại luôn nhá. Bài này là bài nâng cao. Tập luyện kéo thả chuột nâng cao. Đấy. Là chúng ta cho em kéo thả liên tục nhé.
đây, nó tròn lên này. Thêm một chút vào thôi là hay hẳn, chương trình hay hẳn, thành nó chơi rất là hay nhé. Sao? Bên này bóng nhá, đây. Ủa sao dưới kia coi đi với? Sao mà không vô được nhờ? Được chưa? Ai bắt tôi vô rồi bật ở lại vậy? Em vô đó em coi coi. Không có mà. Hai đứa xài mạng nhiều nhất trong nhà đó. Cái tivi rất là to, chiếm rất nhiều mạng. Sáng lỗ tròn à? Đây lỗ tròn đây. Rồi 9:03. Xong chưa?
Được chưa? Thôi ra sang bài bài mới nhá. Các con thấy bài này là chúng ta dùng cái lệnh cảm biến là khoảng cách nhá. Đấy, rất đặc biệt. Bài này là bài đặc biệt đấy, nhá, khó đấy nhá. Đấy. Cái bài này là cái bài dùng rất nhiều cảm biến, vừa cảm biến chuột này, nháy chuột này, vừa cảm biến khoảng cách này. Và cách chúng ta cách mà sân khấu điều khiển cái biến nhớ drag để mà tạo ra cái biến nhớ để mà điều khiển cái việc là kiểm soát việc có nháy chuột hay không, có thả chuột hay không nhé. Vậy đây là một bài tương đối khó, một bài tổng hợp. Hôm nay chúng ta cái bài ôn tập mà chúng ta tổng hợp lại cả tất cả các kiến thức từ đầu đến giờ nhé. Được rồi. Bây giờ thầy chúng ta sẽ làm sang một bài tập khác nhé. Cũng là một cái trò chơi thôi nhé. Chúng ta sẽ thường xuyên luyện các cái bài và liên quan đến trò chơi nhé. Đây. Mình ta niêm cái mới này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau này. Chúng ta sẽ lập trình cho điều khiển để con mèo đuổi chuột nhé. Tức là chuột sẽ luôn luôn là chạy ngẫu nhiên trên màn hình, và nếu gặp mèo thì chuột tự động chạy, tự động quay đầu lại và chạy đi. Tức là chúng ta cho chuột là chủ động chạy và chúng ta điều khiển mèo đuổi chúng bắt để bắt được chuột. Đó, bây giờ chúng ta làm này. Chúng ta là cho con mèo này và chúng ta cho con chuột vào đây. Đây. Tìm con chuột nhá. Mình có mỗi con đây sao, cứ cắt một có mỗi con. Ở đây là mèo. Chuột đâu rồi? Chuột là mouse đúng không? Tìm con vật M nè. Đây mouse đây. Nhé. Đây. Ở đây là chuột, ở đây là mèo này. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chuột trước này. Chuột là nó sẽ chạy ngẫu nhiên trên màn hình. Cho nó chạy thật nhanh. Chuột chạy nhanh nhưng mà nếu gặp mèo thì nó tránh đi. Đấy, thì ta cho điều khiển cái chuột đó nhé. Thì tránh như thế nào? Đấy thì ta lập trình chuột sẽ dùng cảm biến khoảng cách. Thấy mèo từ xa là tự động quay đầu lại chạy. Quay chuyển động quay về hướng khác. Đây. Chúng ta lập trình cho chuột nhé. Ban đầu chuột để ở đây này. Mèo ở đây này. Nhá. Rồi chúng ta lập trình cho chuột trước nhé. Đây. Chuột sẽ chạy ngẫu nhiên trên màn hình. Đây. Ban đầu thì là chuột vị ở vị trí này. Đó. Và chuột sẽ quay mà đặt hướng là ngẫu nhiên. Đây, chúng ta đặt hướng ngẫu nhiên nhé. Đây, chúng ta đặt vào cái chỗ là các phép toán và cho chuột lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 90 chẳng hạn. Cho nó xoay hướng ngẫu nhiên và nó di chuyển trên màn hình cũng là ngẫu nhiên. Đây, ta để ở đây là 90 nhé. Đây. Chuột sẽ quay về bên này nhé. Đó. Và chúng ta cho chuột chạy như sau. Chuột sẽ chạy liên tục. Đây. Chạy về phía trước là với cái di chuyển là 10 bước. Đây. Vào cạnh thì quay lại. Đây. Thì lệnh này là dễ hiểu rồi. Nhắc lại này. Bắt đầu với chuột là nằm ở đây này. Và cho nó chạy đặt hướng ngẫu nhiên này. Và chạy liên tục. Với cái vận tốc là 10 bước. Và gặp cạnh thì quay lại. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển tiếp nè. Chuột này, để nó tránh được mèo. Tức là chuột nếu mà phát hiện ra mèo từ xa là nó quay đầu chạy luôn. Đây. Chúng ta nhấn lại là chúng ta dùng cái cảm biến khoảng cách rất quan trọng. Đây, chúng ta vào lệnh này. Và cái lệnh là điều khiển đây. Nếu đây. Nếu mà đây, ở đây nhé. Nếu mà nhìn thấy chuột, nhìn thấy mèo từ xa, dùng lệnh gì? Dùng cảm biến đây này, khoảng cách, đây, khoảng cách đến mèo,
À, cái này là gọi là đây là con mèo nhé, đây là mèo, đây là chuột này, chuột. Còn đây là con mèo này, đây là mèo nhé, mèo này. Rồi chuyển chuột nhé, đây này, đây mèo này, đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, nếu này dùng cái phép toán này để kiểm tra này, đây, nếu mà khoảng cách đến mèo mà nhỏ hơn 50, sát với mèo là 50 là nó chạy mất. Chú này xa hơn một chút là cách mèo khoảng 80 là chạy rồi. Đây. Nếu khoảng cách đến mèo nhỏ hơn 80 thì nó xoay, xoay hướng, dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là đây, xoay về bên phải hay bên trái không trọng, xoay bên phải là 90 độ và chạy. Đây cái lệnh mà để cho bảo đảm là chuột không va phải mèo. Ra cho kiểm tra thử xem như thế nào nhé. Đây này, đây, chạy thử. Đấy, thấy mèo là nó chạy luôn này. Đấy, nha. 80 thì vẫn gần quá, thì để xa hơn một chút nhé. Để xa hơn là để là, thì để đây là 120 thì nó sẽ, đấy. Đấy. Không, nó không được va chạm vào mèo. Luôn là nó tránh mèo nhé. Đấy, được chưa? Đấy, thì đó là cái chương trình mà để cho chuột nó chạy và nó để thật xa cho nó tránh hay nữa nhé. Tôi để đây là 150 nhưng mà cho nó thật là xa đi, thì nhìn từ xa nhìn thấy mèo là nó quay đầu rồi. Đấy, chạy lại nhé. Đấy, quay đầu luôn. Được chưa? Đấy, thì đây là cái trình cho điều khiển là con chuột chạy tự động trên màn hình, nhưng thấy mèo từ xa là chạy đi luôn. Và chúng ta sẽ điều khiển mèo bằng chuột, nhưng mà tâm điều khiển chậm thôi. Điều khiển mèo nhanh quá thì nó không hay lắm, mèo chậm thôi. Nhưng mà ta điều khiển thông minh để mà mèo có thể bắt được chuột nhé. Thế làm như sau này, khi chúng ta mà nháy chuột thì mèo sẽ quay về phía con chó chuột và chạy về phía chó chuột là 5 bước nhá. Rồi chúng ta lập trình cho mèo nhé. Và nếu mà mèo mà gặp chuột, chạm phải chuột thì mèo sẽ vồ lấy chuột và mèo sẽ ăn chuột, và ăn cho đến khi nào mà lúc sau thì chuột chết luôn và coi chúng ta thắng. Nhưng vấn đề là nếu mèo mà chạm phải chuột, tôi thực hiện như sau, thì mèo sẽ phải ra lệnh để chuột đứng im không chạy nữa. Đấy, cái đó mới là cái quan trọng nhé. Rồi chúng ta lập trình này, đây mèo này, thì bắt đầu mèo ở đây nhé. Chúng ta lập trình này, ban đầu thì mèo ở vị trí này này, là để ở đây nhé. Rồi lấy vị trí này, đây vị trí này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điều khiển mèo. Chúng ta cho vào cái lệnh là làm liên tục nhé. Nếu chúng ta nháy chuột, dùng lệnh này, nếu thì, đây, nếu, cho ở đây nhá, nếu này, dùng cảm biến, nếu mà nháy chuột, đây, nếu chuột được nháy, nhá, đây là tay làm chuyện cho mèo nhá, nếu chuột được nháy, được nhấn, thì mèo sẽ xoay về hướng con chó chuột. Đây, chúng ta dùng lệnh là mèo sẽ, đâu, mèo sẽ hướng về phía đối tượng gì, đây, hướng về con chó chuột, và chạy lên phía trước 5 bước, để chuyển phía trước 5 bước sẽ chậm hơn là chuột. Chuột chạy là với là 10 bước, đây là 5 bước, được chưa? Đó. Ta làm chạy thử nhé, đây này. Đấy. Đấy, đây là chuột đi ghim. Đấy, bắt là chuột rồi đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta lập trình này. Đây nha. Thầy ơi. Ơi. Cái đoạn ở bên con chuột quá thầy. Ai đoạn bên con mèo á thầy. Bên con chuột quá thầy. Ừ. Cái đoạn nào khoảng cách đến mèo mà em không thấy chú mèo thầy ơi. Mèo đây gì nữa? Chú mèo đây gì nữa? Chúng ta phải đặt. Có được chú mèo đó thầy. Chúng ta phải đặt tên mèo là mèo nó mới được. Nhá. Xoay nhít. Chút thôi ạ. Anh chỉ thấy con chở. Chúng ta phải gõ vào đây, chúng ta bấm vào mèo, chúng ta gõ vào chữ mèo đây này, thay chữ đúng rồi, có
Có chứ. Hướng về phía đối tượng này này. Hướng về nhá. Rồi thì mình chúng ta sẽ lập trình này. Nếu mèo mà va chạm phải chuột thì sao? Đây. Chú làm thêm lệnh nữa nhé. Đây lệnh điều khiển này. Nếu này. Đây. Nếu. Đây. Nếu mèo mà chạm phải chuột. Chúng ta dùng lệnh cảm biến. Nếu mèo mà đang chạm phải chuột. Không phải đang kiểu xoáy trái phải. Chứ con chuột mới không di chuyển. Xoáy xoáy cũng di chuyển. Xoáy xoáy hướng bé thôi ạ. Đảo từ rồi. Không sao. Nhá. Đây. Nếu mà đang chạm phải chuột. Đấy, thì kêu mèo kêu meo meo ngay và mèo sẽ gửi ngay một thông điệp cho chuột, để chuột đứng im lại và mèo kêu meo meo. Đây, chúng ta sẽ như sau này, nếu mà đây. Nếu mà đang chạm phải chuột nhé, thì mèo sẽ kêu meo meo. Đây, mèo kêu meo meo và mèo sẽ gửi một thông điệp để chuột đứng im, chuột không chạy nữa, coi như là như mèo bắt được chuột rồi. Mèo ăn chuột nhé. Đây, chúng ta làm như sau này. Ở đây chúng ta sẽ đây là đang nếu chạm phải chuột này thì mèo kêu meo meo này. Mà về mèo gửi một thông điệp cho chuột. Đây, chúng ta nhớ lại thông điệp rất quan trọng nhé, tin nhắn đấy. Đặt thông điệp là bắt được rồi. Bắt được mèo rồi. Bắt được chuột rồi, xin lỗi. Bắt được chuột rồi. Đó. Đấy. Và rồi, và sau 2 phút sau thì 2 giây sau thì cho chuột biến mất. Đấy, hơi khó một tí nhé. Rồi, bây giờ như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho động tác là khi bắt được chuột rồi thì chuột phải đứng im một chỗ nhé. Và mèo sẽ đi tới chuột. Đây, phát tin là bắt được chuột rồi và mèo sẽ đi đến chuột. Một lệnh này. Đó. Đi chuột là để ăn chuột nhé. Mèo mèo này, ăn chuột. Đấy. Và đây chúng ta là chuột nhé. Nếu mà chuột nhận được thông tin là bắt được chuột rồi thì chuột đứng im một chỗ. Đây. Đây này. Chúng ta lệnh sau đây nhé. Đây này. Nếu này sự kiện này, nếu mà nhận được thông tin là bắt được chuột rồi thì chuột đứng im. Cái lệnh này này là phải xóa đi, là phải hủy đi. Dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh sau đây này, chúng ta nhớ lại, rất quan trọng là lệnh trước thân dùng rồi các bạn không nhớ này. Cái lệnh là gì? Là không phải dừng lại tất cả mà chỉ dừng lại các kịch bản khác. Lệnh này này nó sẽ là làm dừng lại cái lệnh này này, cái nhóm này. Cái dừng lại này, đây này nó có 3 lệnh nhá. Một là cái bản này là xóa cái bản đang chứa lệnh này, tất cả là toàn bộ chương trình. Còn đây này là dừng lại các kịch bản khác cho nhân vật. Tức là xóa những nhóm lệnh khác, xóa cái này. Ta dừng lại cái lệnh khác rồi. Rồi. Đấy. Và mèo ăn. Mèo ăn xong thì là mèo sẽ cho tôm chuột biến mất. Chạy thử nhé. Cho các bạn xem này. Sẽ như thế nào. Thì bây giờ chúng ta phải điều khiển để cho mèo nó ra lệnh để cho chuột nó biến mất. Đây, chúng ta làm trình cho mèo này. Sau khi mà đi tới chuột rồi nhé, đi tới chuột rồi thì mèo sẽ chờ 1 giây. Đây, chuột lệnh chờ 1 giây. Và sau 1 giây thì mèo ra cái lệnh là để chuột biến mất. Mèo ra lệnh thứ hai này, mèo cứ phát cái tin thứ hai. Là tin là gì? Phát tin thứ hai là xong rồi. Ăn xong rồi nhá. Đó. Và đây chuột đây. Chuột khi nhận được tin là ăn xong rồi thì chuột làm gì? Đây. Chuột nhá. Khi nhận tin là ăn xong rồi, đã xong rồi thì chuột ẩn đi. Chuột sẽ ẩn đi. Ẩn đi. Và đây thêm lệnh hiện ở đây. Hiện là ban đầu nhé, bốc lên này. Đấy. Chạy thử này. Điều khiển này. Đấy. Chuẩn bị mất, xong. Được chưa? Thầy ơi, thầy xem lại khu mèo của thầy. Mèo đây nhá. Đó. Nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong một chương trình nữa, là chương trình là điều khiển mèo ăn chuột nhá. Đây. Mèo đuổi chuột, ta dùng lệnh là
dùng cái lệnh là mèo đuổi chuột nhá. Một cái trò chơi nữa cũng rất là hay mà cũng là tổng hợp của tất cả các cái thông số, tổng hợp về cảm biến này, về tổng hợp về thông điệp này. Đấy. Nhìn vào với nhau. Các bạn thấy hay thấy khó không? Khó không? Bài hôm nay có khó không nào? Cũng bình thường ạ. Ừ. Bài không khó không hả? Có khó không? Cũng hay. Đây là mèo, đây là chuột này, chúng ta xem lại cả chuột nhé. Đấy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Nghỉ thôi. Vâng, chào thầy. Ừ, chào các bạn nhá. Chào thầy ạ. Chào bạn. Tạm biệt thầy. Em chào thầy. À, chào các bạn.